mới vừa comment cho nhà Mion là sản phẩm của chị ok quá, nhà mình có kem chống nắng hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ review về em chống nắng siêu xịn của nhà Mion, đó chính là em serum sữa chống nắng nha mọi người ha. Đó, ngày hôm nay sẽ lập hợp cho các tình yêu mình coi luôn. Em này thì sao mà được rất rất là nhiều bạn gái săn lụng ha. Rồi trước tiên là mọi người nhìn cái hộp ha. Nhìn cái hộp vô cùng là sang chảnh nha. Lần đầu tiên trên thị trường có một em chống nắng mà siêu sang, siêu xịn sò như thế này nha mọi người. Ok, bây giờ thì sẽ đặt hộp nha mọi người. Đó, hôm nay thì cũng là lúc Quỳnh mới vừa hết cái kem chống nắng luôn, nên là ngày hôm nay đặt hộp cho mọi người xem luôn. Đây, kem chống nắng giả của Bộ Công an ha. Rồi, bây giờ thì mình cùng unbox thôi. Trời ơi, chống nắng mà sang như thế này mà xịn như vậy nè, chịu nổi. Đó, wow. Wow. Thấy chưa mọi người, thấy có cái chống nắng nào mà nó sang như vậy cho người qua. Đó, rồi, cầm lên trên tay được thiết kế giống như là một chiếc điện thoại, giống như là một cái hộp phấn, nhìn vào giống như là một cái sản phẩm BB cream nha mọi người, chứ không phải là kem chống nắng ha. Và em này á, là serum sữa chống nắng được kết cấu ở một cái dạng serum sữa lỏng. Rồi đây thì mọi người xem cái kết cấu của em này ha. Vì sao nó được gọi là serum sữa? Bởi vì á, trong cái kem chống nắng này được mix ở một cái dạng serum, thế nên là nó vô cùng thông thoáng khi mà sử dụng lên trên da nha mọi người. Đó, một phủ một cái lớp bóng mịn, căng bóng và bảo vệ da tối ưu, vừa có cả chống nắng vật lý và cả chống nắng hóa học luôn nha các tình yêu. Hàng của mình là được với chỉ số là SPF 50 cộng nha cả nhà. Đây, là bây giờ để lại trên lớp nền của mình một cái làn da vô cùng finish, rất là hoàn hảo ha. Đó, và cái em này á, còn có công dụng là phục hồi da nè. Phục hồi da cho mình là sử dụng hợp cả các cái da mà bị tổn thương nè, sau khi đi laser nè, và sau khi mà nặng mụn nè. Đó, da nhạy cảm đều có thể sử dụng được luôn nha các tình yêu của Huyền ơi. Lần đầu tiên trên thị trường có một em chống nắng bảo vệ da và còn có tác dụng phục hồi da, dưỡng ẩm cho làn da nữa. Cái này là gọi là 5 trong 1 nha mọi người, vô cùng là đỉnh cao luôn. Với cái em này thì với cái giá chỉ có 599.000 thôi mà cả nhà mình có thể sử dụng được 5 đến 6 tháng. Vô cùng là tuyệt vời luôn mọi người. Chỉ cần một cái lớp này thôi là hoàn toàn tự tin đi ra ngoài rồi. Không cần phải make up, make up gì để cho mất thời gian nữa nha. Mọi người bấm vào cái giỏ hàng để mà mình sở hữu ngay cái em siêu phẩm này nha cả nhà.